Hello, xin chào tất cả bạn. Chúng ta đến với trận đấu thứ 5 ở nội dung bán kết đồng đội nam giải cầu lông SEA Games 31. Trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia. Kết quả chung cuộc đang là 2-2. Các vận động viên của Thái Lan đã giành chiến thắng 2 trận đơn, ngược lại thì Indonesia đã chiến thắng 2 trận đơn. Đội nào sẽ vào vòng chung kết?
chí của trận đấu, Choi Choi-ong, Myeon Ho, trọng tài dẫn đầu Nguyễn Quang Duy Anh, Việt Nam. Ah, 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 ah.
đấu của Borussia Dortmund ngày 18 tháng 4 sau. Trận chung kết đôi nữ sẽ diễn ra từ lúc 13 giờ.
Thank you.
Thank you.
Malaysia đang 17-15 nghiêng về Malaysia. Nếu mà Singapore thắng được trận này thì mình sẽ gọi nó là điều kỳ diệu. Mình sẽ thắng trước. Để cầu không chính xác rồi. Thank you.
cứ bình tĩnh thôi. Thôi tao không phải có người đấy.